Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Hải Áo Vàng đã xuất hiện trả lời những thắc mắc và nói về Bắc Hòa với danh hài tiếng Nga. Hôm nay theo dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp của kênh truyền hình bên Mỹ với thầy Áo Vàng vào lúc 7 giờ tối, nhưng đã phỏng vấn sớm hơn dự kiến. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đã tôn trọng thầy Áo Vàng, không nói về chuyện quá khứ của thầy, cũng như nói về rừng tiền đẹp ma. Chỉ nói mục đích thầy đến Cali này giúp đỡ mua nhà cho ca sĩ Kim Ngân. Thầy không tên xuất hiện trả lời về việc mua Mobile Home cho ca sĩ Kim Ngân, câu hỏi thắc mắc của nhiều khán giả đưa ra, tiền mua nhà ở đâu ra, hàng tháng ca sĩ Kim Ngân trả như thế nào, ai giúp trả phần đó hay không. Thầy không tên trả lời những thắc mắc, tôi muốn mua Mobile Home cho Kim Ngân, tôi đã đủ tiền mua Mobile Home cho ca sĩ Kim Ngân và chủ nhà đã chấp nhận bán rồi, giá cả xong hết rồi, tôi muốn Kim Ngân chính thức là chủ căn nhà đó. Tôi cho nhà đó rồi, trong lòng tôi không còn lưu luyến gì nữa. Thật lòng trong bụng tôi không muốn phân biệt hơn thua với người nào hết. Mua căn nhà đó rồi, ai tới chơi cũng được, miễn Kim Ngân thích là được. Ngay cả quay phim, ngay cả Thi Nga, cô Hiền hay showbiz gì đó, ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng tôi tới mà cô nói không thích thì tôi sẵn sàng không tới nữa mà vui vẻ ra về. Phần giấy tờ mà hôm đó đưa cho Kim Ngân ký là tôi tặng cho Kim Ngân hoàn toàn, không điều kiện. Nói về việc cộng đồng thắc mắc giấy đó là giấy gì, thì ông nói giấy đó là để tên Kim Ngân vô đó, Kim Ngân phải ký về tài chánh. Tôi lấy trong nhà băng ra tài chánh năm 2020 và giấy thuế năm 2020. Tờ giấy thuế và giấy tài chính của tôi đủ tiêu chuẩn mua nhà cho Kim Ngân. Chuyện mua nhà không vận động ai, bất cứ một đồng nào, không có ai trong đây, chỉ có một mình tôi, tài chính hợp pháp của tôi đứng ra đóng thuế năm 2020. Tài sản tôi mua cho Kim Ngân là tôi chia một phần cuộc sống của tôi làm ra được. Vì tôi thấy hoàn cảnh của Kim Ngân giống hoàn cảnh tôi hồi nhỏ, nên tôi quý, tôi mua tặng. Vì tôi thấy cổ thích cái nhà, tôi mới đáp ứng cái thích đó. Tôi thấy Thiên Nga giúp Kim Ngân là một phần khác, còn tôi lo cho Kim Ngân là một phần khác. Sau này bất kể ai đến nhà của Kim Ngân, tôi cũng đều mừng cả. Thực ra trong câu chuyện này, trong đầu tôi không có một khái niệm nào xuống đây đổi đọt công của Thiên Nga, hay là xuống lợi dụng Kim Ngân. Thà tôi lấy 80.000 đó tôi xài, tôi lợi dụng Kim Ngân làm gì? Kim Ngân có gì để tôi lợi dụng? Tôi làm là thật sự vô tâm, tâm tôi không có một điểm gì. Thực ra tôi vô tình xuống nhầm lúc Thiên Nga đi, tôi xuống gặp sư cô, tôi mới biết sư cô đây, và sư cô cũng không biết tôi là ai. Tôi gặp sư cô và cô đi ốc thì lúc đó cũng có Kim Ngân. Chiều đó ăn uống xong thì hôm sau đi coi nhà, nhà đã xong, giờ chỉ xin cái giấy để làm giấy thôi. Nếu bà con nào giữ giấy Thiên Nga hay gia đình, tôi thấy clip Thiên Nga giữ một phần, mẹ Kim Ngân giữ một phần, chị nào thương thì đưa cho, còn nếu không thương thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm giấy khác. Tôi biết luật, nếu không ai đưa thì chúng tôi sẽ khai là mất giấy và sẽ làm lại thôi, vì không ai có quyền giữ giấy tờ của Kim Ngân. Về thắc mắc của khán giả, ở Mobile Home như vậy, trả tiền điện nước, tiền thuế đất mỗi tháng khoảng 1.500 đô, ai sẽ trả tiền đất cho Kim Ngân? Phần này, thầy Áo Vàng nói, sẽ nhường phần này cho khán giả đã yêu thương Kim Ngân rất nhiều, để cho cộng đồng chia sẻ với Kim Ngân. Tôi sẽ mở nhà băng cho Kim Ngân, tôi sẽ thử trí của Kim Ngân, lúc đầu sẽ bỏ một ít tiền vô đó để thử cô biết sử dụng không, rồi sau này số tiền đó là của Kim Ngân, không ai đụng vô, lúc đó nhà băng Kim Ngân đã tốt rồi. Như Thiết Nga và mọi người thương Kim Ngân thì gửi vô đó, tôi tuyệt đối không làm một cuộc vận động về sau nào, tôi không muốn cộng đồng nào biết tới tôi cả. Nếu cộng đồng không cho tiền Kim Ngân đủ, tôi sẽ có một hai đệ tử sẽ lo phần đó. Đây là căn nhà mọi người có thể tới lui, gia đình Kim Ngân, chị Huyền, Thiên Nga. Đây là công việc tốt, không chỉ cho tôi mà tốt cho mọi người. Nói về ai sẽ ở cùng Kim Ngân thì thầy Áo Vàng nói có em Kim Ngân chịu ở chung với chị mình và sẽ cùng ca sĩ Kim Ngân trả số tiền tháng đó. Tôi thấy cổ cũng thương em cổ và em trai cũng thương chị mình, tôi mới mời chú em lo phần giấy tờ này. Tôi nghĩ Kim Ngân đã mất hết cả cuộc đời, mất tài sản, mất hết gia đình, mất luôn nghề nghiệp, cái thần trí giờ chỉ còn một chút trong cuộc đời của cô, đạo đức thuần trí trong lòng, cái lễ nghĩa còn. Chính vì cái phước tốt bụng của cô nên còn được nhiều người thương, chứ mọi thứ trên đời của cô đã mất hết rồi. Cô đã nằm ở chỗ không có mái lá che,
nằm trên xi măng, trên đầu không có mái nhà. Mùa đông gió lạnh, tự hỏi tôi có bụng dạ nào, lừa gạt cô được không? Không ai dám lừa gạt Kim Ngân cả. Tôi nhấn mạnh tôi không đoạt công của Thiên Nga. Tôi cũng không lợi dụng Kim Ngân. Tôi không có tâm địa đó. Kim Ngân đã mất cả 100.000 lần so với tôi. Tôi bây giờ còn may mắn hơn. Thời gian 20 mấy năm đau khổ đằng đẵng như vậy. Thà là cô mất trí, nhưng đằng này cô vừa mất trí, vừa còn trí. Có đôi lúc cũng rất tỉnh, thì cái sự đau khổ đó rất là lớn. Nói về bệnh tình của Kim Ngân, ông áo vàng nói Kim Ngân, thần trí có thể tỉnh táo lại, tự làm chủ được đó là chẩn đoán. Bước đầu sẽ nhờ người ở cùng Kim Ngân, và đó là em trai Kim Ngân, sẽ giúp cho Kim Ngân.